Hàm quan tham kiến hoàng thượng Vạn Tuế. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Các vị khanh gia từ phương xa đến đi, thực sự lấy trung nghĩa làm đầu. Chắc là bốn vị đã xem qua thư của trẫm rồi. Bốn người chúng tôi thề chết trung thành với hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng khách sáo. Ngạc Nhĩ Thái làm đảo lộn triều đình, lợi dụng quyền hành, vì Lê Dân bá tánh nhất định phải sớm tiêu diệt hắn. Nhưng mà tai mắt của hắn ở khắp nơi, nên sứ mạng lần này vô cùng khó khăn. Thần không tiếc hy sinh tất cả để cùng với hoàng thượng diệt trừ bọn gian thần, để bảo vệ sự nghiệp của Đại Thanh. Không sai, Ngạc Nhĩ Thái một tay che trời, đại nghịch bất đạo, ai cũng muốn giết chết hắn. Cho dù chúng ta chỉ còn một binh một tốt, cũng biết giúp cho hoàng thượng diệt trừ tên phản tặc triều đình này. Được sự ủng hộ của bốn vị tướng quân đi, trẫm rất có lòng tin chiến thắng lần này. Bởi vì Thái hậu là phần nữ lưu, dễ bị sai khiến. Ngạc Nhĩ Thái thừa cơ hội này lợi dụng Thái hậu chống lưng cho hắn, mới dẫn đến hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cho nên trẫm quyết định 3 ngày sau sẽ tiến hành đại kế diệt trừ gian thần. Mọi người cứ trở về, âm thầm chuẩn bị binh lực, nghe theo mệnh lệnh của trẫm. Dạ. Sao hôm nay Hoàng Nhi lại có hứng thú như vậy, muốn đi ngắm hoa cùng Hoàng Ngạch Nương? Lúc trước Nhi thần luôn chìm đắm trong các cuộc vui, không thường xuyên ở bên cạnh Hoàng Ngạch Nương, chưa có báo hiếu cho người. Hy vọng kể từ đây về sau có thể tận sức bù đắp. Chỉ cần Hoàng Nhi có lòng nhớ đến Hoàng Ngạch Nương, không cần phải ngày ngày bên cạnh, Hoàng Ngạch Nương cũng thấy trong lòng rất vui rồi. Hoàng Nhi sẽ ghi nhớ điều này. Quý gia bảo vệ Thái hậu. Hoàng Ngạch Nương, người có sao không? Không sao, không sao. Hoàng Nhi con không sao chứ. Ôi trời, tay con chảy máu rồi. Hoàng Nhi chỉ nghĩ đến việc cứu Hoàng Ngạch Nương, một vết thương nhỏ vậy đâu có là gì. Thích khách to gan, là ai kêu ngươi đến đây hành thích Thái hậu? Xét người hắn. Dạ. Đại nhân, bẩm hoàng thượng, trong người thích khách có bức mật hàm. Hoàng Anh Nương, là do Ngạc Nhĩ Thái đại nhân. Hả? Bất kính với Thái hậu sẽ có kết cục như vậy. Đem hắn lên núi cho sói ăn. Dạ. Ở đây không có người, đâu có thể đi được rồi. Vết thương của người chắc là không sao chứ? Không sao, kiếm pháp của hoàng thượng Như thần tuyệt đối không đâm trúng yếu điểm của mặt tướng. Được, lần này ngươi làm tốt lắm. Số vàng này là do hoàng thượng ban thưởng cho ngươi đó. Đã tạ hoàng thượng ban thưởng. Hoàng Anh Nương mời dùng trà. Hoàng Anh Nương, người không sao chứ? Ai da không sao, Hoàng Nhi yên tâm. Trẫm thật không ngờ ác mộng thành hiện thực, có lúc lòng người rất khó đoán. Ngạc đại nhân tại sao phái người hành thích Ai Gia chứ? Điều do Nhi thần không tốt. Nhi thần đã đem tất cả quyền lực giao cho Ngạc đại nhân, quyền lực khiến người ta tha hóa, có thể vì vậy mà khiến Ngạc đại nhân nổi lòng tham, đồng thời có âm mưu muốn soán ngôi. Ngạc đại nhân trước giờ trung thành với hoàng thất triều đình Đại Thanh, tại sao lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy? Sự mê hoặc của quyền lực và phú quý có lúc làm cho người ta khó cưỡng lại. Gần đây Ngạc đại nhân ban phát cho thân tín vàng bạc đất đai, hơn nữa còn thưởng công lớn, cực kỳ xa xỉ. Hắn sớm đã không còn thanh chính liên minh chí công vô tư nữa rồi. Bây giờ phải làm sao? Tên thích khách đó giống như chỉ muốn đối phó với mình Ai Gia thôi. Hoàng Anh Nương không cần phải lo, bởi vì Ngạc đại nhân sớm đã không xem như thần ra gì rồi. Chỉ duy nhất có uy tín của mẫu hậu thì mới có thể khống chế được hắn, cho nên hắn mới diệt trừ mẫu hậu trước để đề phòng hậu hoàng. Để cho an toàn, trẫm thấy rằng nên thu hồi binh quyền của hắn trước, rồi truyền hắn vào cung để điều tra rõ ràng. Làm vậy đối với Ngạc đại nhân hình như không hay lắm. Nếu như hắn thực sự có âm mưu tạo phản mà ta vẫn để yên, vậy thì tổ tiên Đại Thanh sẽ bị hủy diệt mãi không hồi phục, hậu quả không thể lường. Nếu đã như vậy thì để Ai Gia truyền Ngạc Nhĩ Thái vào cung hỏi cho rõ ràng. Ngạc Nhĩ Thái, còn không mau ra đây chịu trói. Sao lại như vậy chứ? Ngươi là ai vậy? Sao lại dám cản đường bổn quan? Nói là con tôn trọng cố mệnh Đại Thần. Ngươi sắp trở thành phạm nhân rồi, còn phải đối xử khách sáo với ngươi hay sao? Muốn bắt bổn quan à? Ngươi có đủ tư cách để nói lời này hay sao? Dựa vào lời nói của Thánh Thượng để bắt ông thì chắc đủ rồi chứ. Ông bị nghi liên quan đến việc phái người hành thích Thái Hậu. Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đã là con dân này cũng có thể bắt ông. Người dám! Tất cả đứng yên! Đi. Kẻ nào mà dám manh động sẽ lập tức bị xử tội chết. Đi! Ngươi làm việc hồ đồ, Thái Hậu biết được chắc chắn không tha cho ngươi đâu. Ông còn cơ hội để đảo lộn thị phi trước mặt Thái Hậu sao? Ngươi muốn làm gì? Ngạc chỉ thấy ngươi cũng có ngày hôm nay à? Đó là một thuốc câm mà Thái Hậu thưởng cho ông đó. Sau này đừng có hòng nói chuyện được nữa. Còn nóng nảy nữa hả? Nếu như ông còn muốn mắng người ta thì hãy chờ đến lúc gặp được Thái Hậu rồi mắng đi. Thái Hậu Cát Tường bình thân. Đa tạ Thái Hậu. Phản tặc to gan, thấy ta và Thái Hậu sao không ai quỳ xuống? Quỳ xuống. Ngạc đại nhân, ông đường là Cố Mệnh đại thần, có phải ông cho người hành thích Ai Gia còn muốn sử dụng binh lực âm mưu soán ngôi không? Ông tưởng lòng không lên tiếng thì có thể che giấu tội của ông sao? Lúc trước trẫm thực sự là không nên giao quyền hành để ông bổ trợ triều chính. Thật không ngờ ông ích kỷ, đại nghịch bất đạo như vậy, muốn soán cả ngôi vị. Cho dù ông không lên tiếng thì cũng bị trừng phạt thôi. Tướng gia!